Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em giải bài tập số 2 sách giáo khoa môn hình học 12 trang 27 phần câu hỏi trắc nghiệm. Cụ thể bài số 2 như sau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kỳ hình đa diện nào cũng lớn hơn hoặc bằng 4, lớn hơn 4, lớn hơn hoặc bằng 5 hoặc lớn hơn 5. Thế thì chúng ta sẽ nhớ lại cái đa diện mà có 4 mặt và 4 đỉnh, đó là tứ diện đúng không? Tứ diện thì có 4 đỉnh, 4 mặt, được chưa? Có 4 đỉnh, 4 mặt. Vậy thì nó sẽ đạt tại giá trị là bằng 4 đúng không? Vậy trong tất cả đáp án này chúng ta bắt buộc phải chọn chọn A rồi các em. Rồi. Thì số cạnh của một số cạnh hoặc số đỉnh của bất kỳ hình đa diện nào cũng lớn hơn hoặc bằng 4, tứ diện là cái đa diện mà có số đỉnh và số mặt ít nhất, được chưa? Số đỉnh, số mặt ít nhất. Rồi. Chúng ta kết thúc bài số 2 tại đây.